Dạ vâng, audio Đạt Cầu Vấp xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Bữa nay audio Đạt Cầu Vấp tiếp tục test lại cái máy AKBG15 cho khách giả trước khi bàn giao. Quý vị là có nhu cầu sở hữu những cái máy độc lạ bên audio Đạt Cầu Vấp thì liên lạc em qua số điện thoại 0938303454. Dạ. Quý vị nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video bên audio Đạt Cầu Vấp sớm nhất có thể. Dạ, bởi em sẽ đi vào test cái phần chức năng của AKBG15. Thì BG15 thì có 3 chức năng chính. Thứ nhất là radio, cái thứ hai là cassette, cái thứ ba là cổng line in kết nối từ thiết bị bên ngoài vào. Dạ, em đang cho hát từ cái cổng line in qua. Dạ, hát bài Liên Khúc Tình Yêu. Dạ. Chiều dần khói sương mù, hàng cây khô sầu úa, hiu hắt đứng trong mưa. Mưa như lệ tình xưa, lệ hằng mây cho vừa, lệ hương hoa phượng du. Anh có nghe mùa thu? Dạ vâng, bây giờ em sẽ test lại cái phần mà cassette vậy. Đây là hát văn vậy. Chẳng còn đâu chuyện tình yêu đôi ba ngày ấy thành phù sâu. Một mình em lang thang đường phố khuya, tìm anh trong con tim đầy gió mưa, kỷ niệm mây đêm chết trong ta. Thôi là hết, anh đi đường anh. Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu làm gì chuyện năm xưa cho tim thề ngần ngơ. Thôi là hết em đi đường em, từ đây sầu dâng nát tim côi. Vì sao trời đành mắt duyên anh lơ là cùng người anh yêu, lơ là cùng người anh thương. Từ đây anh xin người yêu đừng oan trách hay giận hờn gì anh. Tim anh cảm thấy như cô đơn, tại em không nói hay tại anh không biết mà tình ta tan vỡ theo thời gian. Thôi là hết chia ly tình đơn, người phương trời khẽ sống cô đơn. Nhiều đêm buồn người chiếm tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng thank you.
Dạ vâng, em đã kết thúc cái phần video ở đây. Rất mong nhận được sự đăng ký kênh từ toàn thể quý vị và các bạn. Dạ vâng, Audio Đặt Cờ Bóp xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn.